một vị quốc vương không cần đến việc trị nước. Nếu như các vị muốn trở thành người thống trị, cần phải biết cách kiểm soát tình cảm của bản thân mình, khơi dậy tình yêu thương ở trong lòng, khơi dậy tình yêu cha mẹ và anh em. Do nghiệp lực xoay chuyển, được ngồi lên cương vị làm chủ đất nước, càng phải cố gắng hết sức mình để lau khô dòng lệ cho tất cả muôn dân, xoa dịu nỗi sầu đau của họ. Hằng ngày sống trong gia đình, quý vị là cha của các con cũng làm điều tương tự vậy. Thế thì lúc làm người lãnh đạo, sao không sanh khởi tình yêu của người cha đối với muôn dân? Bởi vì quý vị xem người dân như là vua tôi. Đối với con cái của chúng ta, dùng tình thân để gắn kết, nhờ đó mà xây dựng được một tình cảm tốt đẹp như vậy. Nỗi lo của muôn dân là nỗi lo của bản thân. Đã gánh trên vai trách nhiệm của một vị vua thì phải đối xử bình đẳng. Vì muôn dân mà mưu cầu hạnh phúc, hãy trân quý quyền lực trong tay của mình. Love.